hướng dẫn sử dụng máy làm sữa hạt Green CR1000 phiên bản Plus nha. Đây là cái màn hình cảm ứng này, các mình chỉ quan tâm đến cái nút chọn và nút hủy này thôi, còn đây là các biểu tượng đèn báo thôi. Sữa đậu, sữa hạt, cháo, ăn dặm, đun nước, sinh tố, ủ ấm, vệ sinh. Đấy, đầu tiên là mình bấm vào nút này, đèn nó sẽ nhấp nháy ở sữa đậu này, nhả tay ra một lúc. Đấy, thì quay tròn như này, màn hình quay tròn như này là đang say ở chế độ sữa đậu. Hủy lệnh. Ví dụ mình muốn chọn chế độ cháo chẳng hạn, như mình sẽ bấm này. 1, 2, 3 lần. Đèn nó nhấp nháy ở cháo. Thời gian say là 20 phút. Đấy. Ok nha. Ngoài ra chế độ hẹn giờ thì mình đầu tiên mình chọn cái chế độ ở đây đã, sau bấm hẹn giờ. Ví dụ ở đây mình để 3 là 3 tiếng sau nó sẽ bắt đầu say cái chế độ cháo. Thế thôi. Hủy lệnh. Ngoài ra thì trong quá trình say nhá. Trong quá trình say thì ví dụ mình để chế độ sinh tố đi. Trong quá trình máy đang say thì muốn cho thêm nguyên liệu, muốn tạm dừng ấy, thì cứ thế này mình mở nắp ra thôi. Mở nắp ra và cho nguyên liệu vào, sau đó đậy nắp lại. Đậy nắp, cái tai nắp khớp với cái phần khoai này. Đây là chế độ tạm dừng. Ok nha.